một chiếc thiệp hoa 3D tặng thầy cô 20 tháng 11 nè. Hôm qua đi làm thiệp hoa nở bung trong ruột rồi nên giờ trang trí ngoài bìa đi ha. Tiếp tục lấy các mảnh giấy nhỏ gấp chéo 3 lần. Lúc tạo cánh hoa các bạn cắt ở rìa giấy, đừng cắt vô tâm là sẽ thành công ra một cái bông như vậy đây. Lấy bút nhấn dòng tô ti ti ở tâm, xong rồi cắt bỏ một cánh và dán lại cho nó thành hình vẽ hoa như thế này. Làm thêm 7 đến 8 cái kích thước khác nhau, nhỏ nhỏ thôi. Sau đó mình cắt một cái vành tròn to, vẽ cơm ba cắt tay là được, tại Ri có đồ cắt nên Ri xài thôi. Rồi mình dùng keo mút dày đắp hai lớp cho vòng tròn rồi dán lên cho nó nổi nè. Phần hoa mình dùng keo nến dán để nó dựng hoa đứng lên. Xếp hoa to trước, hoa vừa và nhỏ xếp xung quanh rải rác nha. Trên này dán số 11 rồi số 20 nổi lên, ghi nhỏ nhỏ góc chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Trồng ruột hoa nở, ngoài thiệp hoa cũng nở nè, xịn chưa? Vậy là xong.